Ôi trời ơi, David kìa. Sao nó chưa chi đã ăn thế hả con? Cẩn thận bỏng nhá. Con chào các cô chú nào. Elisa. Con chào các cô chú. Thơm các cô chú kìa. Mà. Yeah, thế hôm nay con ăn gì đấy? Thế hôm nay con giới thiệu cho các cô chú này. Con ăn piranha này. Con ăn apple skew này. Với cái gì nữa? Con biết cái này gì? Con không biết cái đấy là cái gì á? Đây là quả sung à? Đây là quả sung. Quả sung sấy ấy đúng không? Vâng. Ôi đây biết kìa. Đây là bim bim. À bim bim đúng rồi. Đây là cái quả sung sấy này. Cái lần đầu tiên khi mà mình sang Đan Mạch thì mình mới ăn cái quả sung sấy này nhá. David kìa. Ôi trời. Ôi giời ơi. Thích quá, nhìn thấy mẹ bày ra thích. Cái quả sung sấy này rất là ngon. Nó ngọt ngọt. Còn đây là cái bánh kiểu như bánh quy đấy các bạn, nhưng mà nó làm rất là nhỏ và nó cho cái bột quế vào. Cái mùi của nó thơm mùi quế. Và đây là cái bánh kiểu như là quả táo ấy, bánh táo ấy. Apple skew ấy. Đấy bằng tiếng Đan. Đấy. Những cái món này thì chỉ có Noel thì người ta mới có thôi. Và khi mà ăn apple skew này thì người ta sẽ ăn kèm cùng với lại kiểu như là giấm này. Đây thì mình có cái loại giấm này thì bây giờ mình sẽ ăn cùng này. Đấy. Mời cô chú ăn chưa? Mời cô chú. Ngon không con? Ngon thế. David ao ao ao. David thích à. Con ăn đi nhá. Yeah, ăn đi. Ăn đi chấm 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 đúng rồi. Chấm chấm đấy. Ngon thế. Lẹ không thích ăn rồi. Không thích ăn à? Để đấy à? Ở Đan Mạch thì nó có một số những các món ăn khác nữa, chỉ đến dịp Giáng sinh thì mới có thôi các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay thì mình không thể giới thiệu hết đến các bạn được. Nếu như mà năm nay mà mình không giới thiệu được thì mình hẹn các bạn sang năm mình sẽ lại giới thiệu tiếp nhá. Nhưng mà đây là một trong những cái món ăn rất là phổ thông và chỉ vào cái dịp Giáng sinh thì người ta mới bán những cái này thôi các bạn ạ. Hầu như là nhà nào người ta cũng sẽ ăn cái này nhá. Cũng có một số người người ta không thích ăn cái bánh cái mùi quế này đâu. Thế nhưng mà đã là Noel rồi, nó giống kiểu như là truyền thống ấy mà. Thì ở siêu thị nào hầu như người ta cũng bán. Và sau Noel một cái thì là gần như là không còn nhìn thấy nữa. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái quả sung sấy này để cho các bạn xem nhá. Nào, mình bóc nó ra này. Ở bên trong thì nó như là cái quả sung ở Việt Nam mình ấy các bạn, nhưng mà ăn nó rất là ngọt. Sung ở Việt Nam thì ăn nó rất là chát. Cái loại sung này ăn sống khi mà chưa sấy ăn cũng rất là ngon các bạn ạ. Nó giống kiểu như là ăn mứt đấy các bạn. Wow. Bây giờ thì mình sẽ thử đến cái bánh này. Wow. Chấm cùng với lại một ít giấm chua chua ngọt ngọt này ăn à.
Ngon không? Yêu một cái. Yêu mẹ gái nào. Yêu quá. Yêu. Con nào. Đây là một số món ăn truyền thống của người dân Đan Mạch các bạn ạ. Chỉ khi dịp Giáng sinh đến thì người ta mới ăn thôi nhá. Và sau Giáng sinh thì gần như là mình không còn thấy người ta bán ở siêu thị nữa. Năm nay thì mình nghĩ rằng là mình sẽ không thể giới thiệu đến các bạn hết tất cả những cái món ăn truyền thống của người Đan Mạch được. Nhưng mình hy vọng sang năm thì mình sẽ cố gắng để giới thiệu đến các bạn tất cả những các món ăn của người dân Đan Mạch khi mà dịp Giáng sinh đến là người ta thường ăn những cái gì nhá. Giống kiểu như người Việt Nam mình ấy, khi đến Tết thì sẽ có mứt đúng không ạ? Thì ở đây đây mình nghĩ nó cũng như là kiểu mứt ấy. Sung sấy này ăn rất là ngọt. Come here. Come sư hiên mami. Không. Nhanh lên. Ra đây với mẹ David. Cái cây nến này nó ghi thành 30 số tương đương với lại 30 ngày của tháng 12 dương lịch ấy các bạn. Mùng 1 cho đến ngày 30. Thì cứ mỗi một ngày người ta sẽ đốt một đoạn ngắn ngắn như vậy đấy. Ví dụ như là đốt từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ hai thì người ta sẽ tắt đi. Đến cái ngày thứ hai thì người ta sẽ đốt đến ngày thứ ba. Và cứ như vậy cho đến hết tháng 12 dương lịch. Và nó chỉ là một cái tượng trưng thôi. Thì cứ hết tháng dương lịch, hết cái cây nến này cũng tức là đến năm mới nha các bạn. Năm nào David đi học gửi ở nhà trông trẻ. David thì vẫn còn nhỏ, 3 tuổi mới đi học mẫu giáo cơ. Nhưng mà gửi ở nhà trông trẻ, năm nào đến Noel thì cô giáo cũng cùng các em làm cái bát nhỏ nhỏ như vậy đấy. Đấy, xong trang trí đây. Đây cành thông này. Rồi lại những cái quả thông ở đây như thế này. Đấy, để mang về tặng bố mẹ vào cái dịp Noel. Cái cành thông này thì lúc mang về vẫn còn tươi mà bây giờ thì khô rồi các bạn ạ. Đây này. Đấy. Mẹ ơi, khi nào con bé con làm cái này? Elisa khi mà đi học nhà trông trẻ cũng năm nào đến Noel cũng mang về. Này. Đấy các bạn có nhìn thấy không? Số 1 này, số 2 này. Đây mình quay cho các bạn, số 3 này. Đấy. Đấy cứ như vậy thôi, số 4 này. Số 4, số 5 này. Đấy nó cứ quay vòng. Ơ đây, đây cứ cẩn thận nóng quá. Cứ quay vòng như vậy ấy. Yeah, chibi. Thầy biết. Con chú ăn cơm với con nha. Để biết à.